một đất thôi nhé. Ngủ tụi mày đi làm cơm cho con lợn ăn đấy nhá. Đi cùng mẹ nha. Mẹ ăn đây. Mẹ chưa đuổi. Ngồi tốt tốt. Ừ, lên đâu? Đi tốt tụi mẹ cho thuốc cho uống nhá. Con mày chỉ kêu nói mày gì ở đó còn ăn đâu. Đã biết giỏi quá. Tôi mẹ uống tiếp nha. Mẹ uống đi. Thầy tiên coi con đi coi bây giờ tiên mẹ con bây giờ tiên đấy. Mẹ lấy cái khăn đây dặn sốt cho em bé nhá. Em mới không sốt à? Đưa tay về, đưa tay. Lấy nước về đi. Mẹ đi lấy nước về nhé. Ăn đi. Con là làm nó sẽ sợ. Đừng im mà có thôi em bé. Đừng ạ. Đấy nhìn thôi, đấy nhìn thôi.
Thương từ mẹ thật á. Nóng lắm à? Em về, em về. Nó nóng phải không? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi nào nè. Thế á, mẹ nhặt cho thôi. Mẹ nhặt cho ăn thôi nhá. Ăn chưa? À. Đi vứt ra nha. Mẹ ăn đi.
Con còn ăn bò rừng. Con ăn bò má. Con ăn bò rừng. Mẹ xin xin nhé. Ngon quá. Ngon quá nhỉ. Mua được cái túi mới này. Có tiền không? Có tiền à? Xem có tiền không? Đây. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, chúng ta cho tiền vào nhá. Đúc vào đây nha. Ừ. Vào coi. Cái tơ. Tơ. Nè. Tơ. Vui không? Hả? Em bé vui không? Con vui. Quay. Vui mà nhỉ. Được cái đẹp đẹp nè. Thích, đẹp mà nhỉ. Mẹ lấy đi cắt nhá. Con đâu bé. Ở đây thì mẹ lấy đi cắt. Trời, ba cái đâu rồi? Nè, cứ ba cái đâu rồi.